Xin được chào các bác. Chào đón các bác đến với triển lãm sinh vật cảnh của thủ đô Hà Nội tại công viên Bách Thảo các bác nhé. Công viên Bách Thảo trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám ấy ạ. Đấy. Thì tôi vừa mới đi tham quan trước một vòng. Có những cái tác phẩm khá là hay. Về bonsai mini thôi các bác. Đấy, về bonsai mini và cây cảnh nghệ thuật. Có điều cảm quan là ban đầu là ít những cây có cái cốt cán nó hoành tráng. Có điều là mỗi cây một cái vẻ. Thì nó dòng cây ấy thì thường là xu hướng của phố cổ hơn chứ không phải là chơi cây cốt cán nhiều. Đấy, thì tí nữa mình sẽ vào chi tiết từng khu vực một các bác nhé. Ở đằng kia có một cái cổng chào thiết kế bằng cây dừa nước, những long phượng rất là đẹp. Tí nữa sẽ ra để xem các bác nhé. Bây giờ xin phép để vào từng tác phẩm chi tiết một. Đấy, tôi sẽ đi từ đây đi. Bắt đầu từ đầu đi. Xấu đẹp thì tượng cụ, xấu hay đẹp thì cũng cố gắng đi từng tác phẩm một các bác nhé. Đầu tiên này, ta cứ đi từ đầu đi. Một cây tùng đấy, đang có vừa mới khai mạc xong đấy các bác. Hôm nay bắt đầu đầy đủ cây đấy. Đầu tiên là cây tùng. Cây tùng. Chúng ta cùng vào ở quê nhà A của quận Bắc Thảo để chúng ta cùng tìm một chút thân mật. Cây tùng. Tùng cối, tác phẩm tùng cối này. Đấy. Tác phẩm tùng cối rất là già rồi. Chúng ta sẽ xin phép đi lướt một số cái tác phẩm và focus và tập trung vào những cái tác phẩm nó nổi bật. Đây là một cái xanh rất là to, xanh của bác Bùi Trung Thành. Rồi. Tiếp theo một cái sinh Nam Điền nữa, rất là to và thuộc hàng to ở trong khu triển lãm này. Đấy, xin phép tôi không quay kỹ nhiều quá, một số tác phẩm chính thôi. Thời gian không có nhiều các bác. Bởi vì cũng rất nhiều các bác ra đây làm phóng sự cho nên là tôi xin phép giới thiệu lại một số các tác phẩm tôi thích thôi. Đấy. Đấy, một cái xanh. Hôm nay thời tiết bắt đầu ấm lên rồi các bác. Mặc áo khoác là bắt đầu thấy nóng rồi. Thấy nóng. Vừa mới khai mạc triển lãm xong rồi các bác. Mấy hôm trước còn chưa có đầy đủ rồi. Nhưng hôm nay đầy đủ cây rồi. Là hán tùng. Cây cũng khá là hay của bác gì đây, bác Trần Bá Lợi. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời các quý vị đại biểu khách quý, cô chú các bác anh chị, các phóng viên, các bạn nhà báo chúng ta về dự lễ kỷ niệm trưng bày sinh vật cảnh thủ đô. Đang mời các phóng viên nhà báo đây. Mình chả phải phóng viên mà chả phải nhà báo. Chúng ta cùng vào khu nhà A của công viên Bách Thảo để cùng dự bữa cơm của ban tổ chức, xin trân trọng kính mời. Có cơm này các bác. Đấy. Vừa thấy ông Vinh Nguyễn, ông Tào Lao đằng kia. Xoay.
xin được trân trọng thông báo và kính mời tất cả các vị đại biểu khách quý, các đồng chí các bác anh chị, chúng ta cùng về dự lễ kỷ niệm và trưng bày sự kiện cảnh thủ đô trong xuân kỷ hợi năm 2019 tại công viên Bách Thảo. Xin chào kính mời quý vị đại biểu khách quý, các bác anh chị, các phóng viên, nhà báo truyền hình cùng về khu nhà A của khu công viên Bách Thảo để cùng dự lễ kỷ niệm của các tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Hoa giấy tím. Vậy là chắc là tôi sẽ không tào lao ở đây nhiều, bởi vì là chẳng khu trưng bày mà các bác. Tào lao thì hay tào lao ngoài chợ thôi. Vào đây thì xếp bình phẩm dưới góc độ nhìn của mình thôi. Đấy. Tương La Hán. La Hán Tùng. Này bóc được da này, nó da nó tím này, thích lắm. Thích tùng lá đẹp. Tiếp một cây hoa giấy tím. Bắt đầu vào bên trong các bác nhé. Ta cứ đi một vòng đi. Vòng bên cánh phải trước, xong bên cánh trái sau. Không bỏ sót một cây nào, cố gắng rúi đây nhiều. Lộc vừng này, hoa giấy tím này, hoa rực rỡ. Tím ngắt cả một góc. Trưng bày thì hơi về cảm quan ban đầu thì đôn chậu lẫn tổ chức thì nó cũng hơi bình thường một chút. Có cái biển hiệu này thì biển nhựa rồi, dây thít này thì bình thường. Đấy là cái cảm quan ban đầu. Biển nhựa thì được, không có thảm đỏ và không có cái đôn chậu nét. Xanh Hưng phố cổ. Bây giờ bắt đầu cái tùng. Xanh đẹp, nó xanh đẹp ạ. Bùi Quang Vinh. Bóng anh. Tay rơi của nó mà to chút nữa thì hay. Chưa thấy tác phẩm nào nó phải ồ lên một tiếng wow quá đẹp. Chưa thấy các bạn. Vẫn chưa thấy cây thật mịn màng, thật nét. Tùng, khu vực này khá nhiều tùng. Cây bàng. Cây bàng ơi, tòa bóng khu vực này khá là nhiều tùng. Những cây to này xin phép thì lướt qua được các bạn.
xin phép lướt qua. Một cây tùng La Hán cũng khá là hoành tráng ở đây. Tùng La Hán khá hoành tráng. À, có bác Hùng Siếc. Đấy. Có lẽ là thích cây tùng La Hán của bác Hùng này nhất từ lúc nãy đến giờ. Từ lúc xem cây đến giờ. Còn đi tiếp thì ta lại sẽ thích những cái tác phẩm tiếp. Đấy các bạn. Đấy. Đây là cây sơn trà. Cây sơn trà. Bằng sơn cửa. Cây sơn trà rất là quái. Đấy, các bạn thấy không? Sơn trà rất quái, rất già. Này chỉ có khai thác mới có thôi. Đấy, nó có cái tay rơi và u biếu rất là ghê gớm. Rồi, tiếp theo. Gặp nhiều người quen đó các bác. Xanh của bác Dương Quốc Cường. Nắng chiếu thẳng mặt. Một cây bách diệp lũa khá là hay. Chắc bách diệp một dòng chơi rất hay. Quốc Thịnh. Chắc bách diệp lá rất xanh tốt. Có số điện thoại đây, bác nào thích là có thể hỏi giá được đây. Tất nhiên thì không biết bao nhiêu cho vừa, tùy vào độ kết của mình với báo giá của chủ thôi. Đó. Không lấy nét được nhỉ. Tác phẩm xanh. Tỉ muội Vân Kiều. Hoa giấy. Cái này thì quen rồi. Cái này quen rồi. Nhiều nơi đều thấy rồi. Rất nhiều nơi đã mang đi.
Tỉ muội Vân Kiều, giấy tím. Cái dù khá là hay. Là hàng đẹp. Cây xanh rất đẹp. Nguyễn Trung Tín. Chăm sóc khá là tốt, không có bị dẹp riết. Mùa này mà xanh mướt này là rất là tốt đấy. Chăm sóc rất tốt đấy. Tôi là Hán. Rất rẻ. Đến vào tầm trưa các bác mẹ biểu đi ăn cơm hết rồi. Đồ là Hán.